anh hùng rất hờ hững và có thể nói là thiếu trách nhiệm. Tuyệt vời, pha bằng lên và dứt điểm rất hay của các cầu thủ Viettel. Người đã có bàn thắng đầu tiên cho Viettel ở mùa giải này là Hoàng Đức. Hoàng Đức đã có được bàn thắng đầu tiên và đó là một bàn thắng rất đẹp và rất bất ngờ. Nó diễn ra khiến cho mọi người có mặt trên sân thực sự là sững sờ. Ngay cả Hoàng Đức có lẽ là cũng khá bất ngờ với pha bóng này. Đó là một tình huống mà anh Hùng đã xử lý vô cùng cầu thả. Và ngay sau đó thì Duy Khánh cũng đã không bảo vệ khoảng trống tốt. Hoàng Đức băng lên và nhận đường chuyền vừa tầm của Cai Kê. Tùng pha dứt điểm rất quyết đoán về phía góc xa. Ở một góc khá hẹp nhưng pha dứt điểm của Hoàng Đức quá hiểm hóc và đã hạ gục thủ môn Văn Cường. Mọi thứ đang diễn ra rất dễ dàng cho Viettel. Và Quảng Nam thì lại đang xuống tinh thần một cách nghiêm trọng. Điều này đã từng diễn ra trong thất bại đậm đà của Quảng Nam trước SHB Đà Nẵng. Và chắc chắn là ngày hôm nay huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng như các học trò và tất cả những khán giả có mặt ở sân vận Quảng Nam đều không muốn điều này lặp lại. Cuối cùng thì tiền vệ được chờ đợi nhiều của Viettel ở mùa giải này, Hoàng Đức cũng đã có bàn thắng đầu tiên sau những thành công ở SEA Games và khẳng định được vị thế của mình ở vòng chung kết U23 châu Á. Thì Hoàng Đức đang là một cái tên sáng giá được gọi lên đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên phong độ của Hoàng Đức từ đầu mùa giải đến bây giờ thì cũng chưa thực sự ổn định và xuất sắc bởi những chấn thương. Nhưng Mạnh vừa đâm bóng. Đó là những dấu ấn của các tiền vệ trung tâm bên phía Quảng Nam. Hữu Phước là người thực hiện tình huống đá phạt trực tiếp và sau đó khi bóng bật ra thì Huy Hùng là người tiếp ứng. Pha đá bóng sống khá tốt của Huy Hùng nhưng bóng đi không chính xác. Nếu như để so sánh trực tiếp thì lúc này Khắc Ngọc đang ghi được điểm tốt hơn là Huy Hùng. Tốc độ của Bruno và Mạnh Toàn. Vẫn là Bruno. Hoàng Đức rất tự tin. Hoàng Đức vượt qua anh Hùng và bắt buộc cựu hậu vệ của Sông Lam Nghệ An phải phạm lỗi. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.